luôn mang bao ước mơ trong tim mình. Chẳng phải ta luôn ấp ôm hoài bão của riêng mình. Có lúc bỗng muốn buông xuôi hết mình, ngoảnh mặt quay lưng với niềm đam mê. Chẳng ngờ ta đã vứt đi cuộc sống của mình. Rồi đôi chân vẫn cứ bước, bước theo nhịp đập đam mê, vẫn luôn được thấy nơi con tim này dù cho người đời khen chê. Dù đã nhiều lúc thắm mỏi mệt, bùa vây bão tố chen về. Mẹ ơi, ơi mẹ đi đâu vậy? Sao mẹ không nhờ mấy cô y tá giúp đỡ? Ngồi hoài trên giường á, mệt quá. Mẹ ơi, mẹ tính xuống dưới vận động tay chân cho nó khỏe chút con. Không được, mẹ đi đâu cũng phải cầm theo cái cây dò đường, hoặc là nhờ mấy cô y tá giúp đỡ. Lỡ té như hôm bữa thì sao? Thôi được rồi, lần sau mẹ không có chủ quan nữa. Ủa con, điện thoại con sao vậy? Mà người ta gọi không được đến nỗi mà người ta phải chạy tới đây vậy? Ủa ai vậy? Thì con bé Vi đó. Con hẹn với nó đi ăn uống cái gì đó, rồi cuối cùng quên, nó gọi điện thoại cho con không có được, cho nên nó chạy tới đây nó tìm con nè. Con biết không, nó ngồi đây nó chơi với mẹ, nó chờ con cả buổi vậy đó mà vẫn không thấy con về. Cho nên là nó về nhà rồi, nó vừa ra khỏi phòng thì con về tới đó. À, cũng giống như cái cô bữa hổm đó, cô ngồi cô chờ con hoài à, chờ hoài mà không thấy con về. Cái cô mà nhờ con sáng tác những bài hát đó, con nhớ không? Dạ, tại vì điện thoại của con cũ quá rồi cho nên hay hết pin lắm. Lần sau con ra đường thì con sẽ nhớ làm theo cái đồ sạc dự phòng. Nếu có gì mẹ gọi con cũng dễ dàng hơn. Mẹ đâu có việc gì mà gọi con đâu. Con á, luôn luôn mang sạc dự phòng để điện thoại mình đầy pin, để có công việc gì người ta gọi tới mình đó là mình nhận việc liền nghe không con? Dạ, con hiểu rồi. Thank you.
Sao hôm qua em không nghe điện thoại của anh? Vì em không muốn gặp anh. Anh đã nhắn tin xin lỗi em rồi. Em còn muốn như nào nữa? Cuộc hôn nhân của chúng ta là do tất cả mọi người đều đồng ý. Không phải là chúng ta rất đẹp đôi hay sao? Em cũng thừa biết gia đình anh là như thế nào. Có rất nhiều cô gái muốn lấy anh. Còn em thì sao? Anh có thật sự hiểu em không? Có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không? Quen nhau từng mấy năm, anh có bao giờ biết em thích gì, em ghét gì, em cần gì? Hay chỉ cần em lâm rắp nghe lệnh của anh là được?
em đừng có theo kiểu phụ nữ chỉ để ý đến những chuyện vặt vãnh. Tuổi của anh không còn thích hợp cho những chuyện hẹn hò lãng mạn nữa rồi. Mà chỉ có yêu anh và lấy anh thì thằng Út Kiên nhà em mới có cơ hội đi du học. Và lấy anh sẽ đem lại được hạnh phúc cho em. Em vào phòng chị Ngân làm gì? Em đâu kệ em, anh hỏi làm gì? Em nên có thái độ tôn trọng đối với chị dâu của mình và tránh xa cái thằng nhạc sĩ đó ra. Đừng để chú phải lo. Chị dâu hả? Anh nên nói chị dâu của em tránh xa anh Tuấn ra, càng xa càng tốt. Còn chuyện của em với anh Tuấn á, cái đó anh tự lo được. Chú chắc chắn là sẽ không để cho em quen nó đâu. Mà em còn cứng đầu ấy thì nó sẽ chỉ thiệt thân thôi. Anh nghĩ em thua hả? Còn lâu. Chị Ngân, tôi nói chuyện nãy giờ chắc chị nghe rồi đúng không? Là sao? Thì là tôi cảnh cáo chị, kể từ bây giờ nên tránh xa anh Tuấn ra. Chị với anh Tuấn cách nhau cũng 5 tuổi. Là 5 tuổi lần đó. Khoảng cách đó quá xa để ngộ nhận tình cảm. Chị hiểu không? Cách tốt nhất là em nên coi lại tình cảm của Tuấn dành cho em, chứ không phải đứng đây chất vấn chị và nói chuyện với chị kiểu đó. Bây giờ chị phải làm việc, mời em ra ngoài. Chị, tụi bạn của em á, khi nó biết tin em sắp đi du học, đứa nào cũng ngưỡng mộ và bất ngờ hết. Chị yên tâm, qua bên đó em hứa sẽ cố gắng học hành thật tốt. Và thời gian rảnh em sẽ đi làm, gửi ít tiền về cho ba má. Kiên à? Dạ. Em muốn đi học vậy sao? Mà cũng phải, đâu đợi đến lúc em đi du học về làm gì. Chị chỉ cần lấy anh Hùng, rồi sau đó cuộc sống của ba má sẽ tốt hơn mà. Chị nghĩ là việc đi du học em phải suy nghĩ kỹ lại. Cái đó còn tùy thuộc vào khả năng của mình nữa, chứ không phải là bỏ một đống tiền ra là mình có thể đi du học được. Chị sợ qua bên đó là em học không nổi á. Em hiểu không? Chị đừng lo, anh Hùng đã hứa với em. Hôm nay ảnh còn gọi điện hẹn em ra gặp mặt, rồi còn nói em khuyên chị nữa mà. Thì ảnh nói với em là chị giận ảnh, nhất quyết không muốn gặp mặt ảnh, rồi không muốn nói chuyện với ảnh, nên ảnh nhờ em khuyên chị là hãy bình tâm lại để lo cho đám hỏi sắp tới nữa đó. Đáng lý ra anh Hùng không nên kêu em khuyên chị, vì em chả hiểu gì về chị và anh Hùng đang như thế nào với nhau. Chị nhất định phải lấy anh Hùng, chứ không được chia tay anh Hùng. Bởi vì chỉ có như vậy em mới đi du học được thôi. Em ích kỷ đến vậy sao? Em chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của mình thôi sao? Em muốn gì lấy ảnh, chị đổi lại cái tấm vé du học cho em thôi sao? Em có nghĩ tới cảm xúc của chị không?
Em có bao giờ nghĩ là chị có thật sự hạnh phúc không? Chị tiền của em đi, hôm nay em đánh lên tay lắm đó. Đừng với ba cưng á, làm cản á. Con muốn thỏa thuận với ba nghe bây giờ. Chuyện gì? Cô gái đó tối hôm qua ngủ thế này, có phải là cô Ngân không? Hai người mình chú sống về chú không có anh giỏi như ngực ổng á, tưởng giỏi như dai giỏi như ngực thì âm thanh kêu bụp 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 bụp. Lại đây.